Người phụ nữ này đã 32 năm không cắt móng tay rồi. Cái móng tay dài nhất lên đến hơn 30 cm. Những cái móng tay nặng trịch làm cuộc sống của cô trở nên vô cùng bất tiện. Dù là một động tác cua tay, chỉ cần không cẩn thận thôi là đã cắt phải mình rồi. Nhưng mà sau thời gian dài luyện tập, bây giờ cô ấy đã có thể lướt điện thoại một cách dễ dàng rồi. Người phụ nữ này tên là Andrea. Cô ấy đã nuôi bộ vuốt này từ năm 1989, lúc móng tay cô dài nhất còn vượt qua 40 cm. Cứ cách một khoảng thời gian, Andrea lại phải chăm sóc móng lại một lần. Cô phải tỉa toát lại những chỗ xước sẹo không bằng nhau, sau đó thì vẽ móng xinh đẹp cho chúng. Vì móng tay quá dài nên rất nhiều việc Andrea không thể dùng tay để làm, mà phải dùng khuỷu tay để hoàn thành. Ví dụ như mở nắp đồ vật, dùng khớp ngón tay để bật công tắc điện. Cô ấy học được rất nhiều mẹo trong cuộc sống. Việc cô thích làm nhất là quay video về bộ vuốt của mình. Cô có một video có hơn 17 triệu lượt xem. Tuy rằng có rất nhiều bình luận ác ý, nhưng Andrea vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi kỳ quái của mọi người. Ví dụ như mỗi ngày cô ăn cơm thế nào, cô đi tắm có tiện không? Để móng tay của mình đẹp hơn, Andrea còn tự học làm móng ở nhà. Cô thiết kế những hình thật đẹp lên móng tay của mình. Mỗi ngày cô đều dùng 2 giờ đồng hồ để chăm sóc móng. Việc này đã kéo dài suốt 5 năm rồi. Trong mắt của em gái cô, chị mình là độc nhất vô nhị. Cô ấy còn thường xuyên quay video cùng chị mình. Người thân xung quanh khuyên Andrea nên cắt bỏ móng tay. Nhưng mà em gái cô lại nghĩ, nếu như không có móng tay, thì Andrea sẽ không phải là cô ấy nữa. Ở Hàn Quốc cũng có một chị tương tự như vậy. Chị ta mặc đầm dạ hội đen và giày cao gót đỏ, nuôi một bộ vuốt vô cùng dài. Tóc của chị ta dài chấm đất. Không biết tại sao chị ấy lại ăn mặc trang điểm kỳ lạ như vậy nữa. Trong góc tối chúng ta nhìn thấy một cái bóng. Đó chính là người phụ nữ kỳ lạ đó. Tổ chương trình đi theo chị ấy về nhà. Cô ấy là Ji Yeon. Cô ấy nói rằng trông mình trông không đáng sợ chút nào. Nhưng mà cô ấy lại giấu hai tay ra sau. Cô ấy đang giấu gì vậy? Khi tổ chương trình nhìn thấy tay của Ji Yeon, móng tay của chị ấy vừa dài vừa đỏ, nhìn qua thì hơi đáng sợ. Ngoài hai ngón út thì những cái móng tay khác đều vừa dài vừa sơn màu đỏ. Móng tay của Ji Yeon dài hơn 12 cm. Nhưng mà làm người ta cảm thấy đáng sợ không phải chỉ mỗi chuyện này, còn có mái tóc dài của cô ấy nữa. Hai thứ này kết hợp với nhau, đi đêm mà gặp chị này thì chắc là chết khiếp luôn. Ji Yeon nói rằng cô đã không cắt tóc 3 năm rồi. Từ sau một cơn ác mộng 3 năm trước, chỉ cần cắt tóc và móng tay thì cô ấy sẽ bị ốm. Thế là cô ấy dứt khoát không cắt tóc và móng tay nữa. Từ nhỏ Ji Yeon đã thích ăn diện. Móng tay màu đỏ là tác phẩm của cô. Nhưng dù là cô đi đến đâu thì người đi đường đều tránh thật xa. Bọn họ rất sợ. Điều này làm cuộc sống của Ji Yeon hơi bất tiện. Ji Yeon đến tiệm làm móng để thay đổi bản thân một chút. Thợ làm móng thấy móng tay cô dài như thế thì cũng hơi sợ. Sau khi được chị ấy sửa cho bộ vuốt, trên móng tay có thêm rất nhiều hoa văn trắng. Móng tay của Ji Yeon trông cũng nghệ thuật hơn. Ji Yeon rất vui. Điều này giúp cô giải quyết được một phiền phức lớn. Cô ấy có thể sinh hoạt bình thường rồi. Cô không phải là yêu quái tỏng miệng người khác nữa. Mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Thế nên chúng ta cũng phải học cách tôn trọng người khác.